Xin chào các bạn, tôi là Trung Kiên. Xuất thân trong một gia đình nghèo khó phía Bắc, trong quá trình làm marketing thì tôi gặp rất nhiều khó khăn. Giống như bao người khác, tôi bước vào marketing mà không có chút kiến thức nào cả. Tôi cứ làm và thất bại không biết bao nhiêu lần. Và vấn đề là tôi không biết nguyên nhân do đâu và bắt đầu lại như thế nào. Cho đến một ngày, tôi gặp được người bạn. Anh ấy đã cho tôi thấy marketing chính là kiến thức. Trong suốt 3 năm qua, tôi đầu tư không ít thời gian và tiền bạc để nghiên cứu, học tập và phát triển công việc của mình. Và giờ đây tôi đã nhận ra một điều, marketing tốt cần có công thức và công cụ. Với kinh nghiệm này, tôi đã giúp đỡ được nhiều người khác phát triển doanh số và đạt thành công trong sự nghiệp của mình. Tôi biết còn nhiều người giống như tôi cách đây hơn 3 năm bước chân vào kinh doanh với kiến thức về marketing từ con số 0, nên tôi quyết định đóng gói và đúc kết bí quyết 3 năm của mình thành một bộ tài liệu mang tên Đột phá doanh số. Với bộ tài liệu này, bạn có được các kiến thức cũng như thành thạo các công thức và công cụ trong marketing chỉ trong vòng từ 3 đến 5 tháng, rút ngắn cho bạn nhiều thời gian, tiết kiệm nhiều tiền bạc và cùng với đó là sinh ra cho bạn một bước đột phá về doanh số. Hãy sở hữu ngay để thay đổi công việc marketing của mình, biến cuộc sống của bạn tuyệt vời hơn, biến cuộc đời của bạn thành kiệt tác. Tôi không biết bạn là ai, không biết bạn kinh doanh cái gì. Nếu bạn đã kinh doanh tốt rồi thì tôi chúc bạn thành công hơn nữa. Nếu bạn kinh doanh chưa tốt, hãy liên hệ ngay với tôi. Cảm ơn các bạn.